ngày 18 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Thu, sinh năm 1983, Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh năm 1990, là em ruột Thu, Nguyễn Văn Anh, hay gọi là Dũng Em, sinh năm 1975, là anh họ của Thu, Nguyễn Hoài Phúc, sinh năm 1999, là con của Văn Anh, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, về tội cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản. Trước đó, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức nắm thông tin khu vực xung quanh công trình dự án ở đường Phước Thiện, khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, xuất hiện nhiều người lạ, đóng vai người tốt, đứng ra ngăn chặn không cho xe tải đi vào khu dân cư, dựng bản thông báo đi chậm. Tuy nhiên, mục đích thực sự là nhóm này tìm cách chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp. Qua điều tra, đầu tháng 1 năm 2023, Thu thấy có nhiều xe tải, xe chở vật liệu chạy ngang nhà để phục vụ công trình dự án ở thành phố Thủ Đức, nên bàn với Tuyến, Phúc chặn các xe này lại. Nhóm Thu lấy lý do xe chạy dẫn tới đường bụi, cần phải vệ sinh tưới đường mỗi ngày, có lời lẽ hăm dọa gây áp lực để ép các doanh nghiệp có xe phải đưa tiền. Sau đó, tài xế gọi cho các nhà thầu cử người đại diện ra thương lượng, đưa tiền hàng tháng để được yên ổn làm ăn. Nếu doanh nghiệp, nhà xe nào không đáp ứng yêu cầu, nhóm kéo nhau ra làm mọi cách ngăn chặn, không cho xe chạy vào tuyến đường trên. Riêng Thu, Tuyến còn lấy bàn ghế và nhiều dụng cụ ra dựng giữa đường trước nhà để chặn xe lấy tiền phí môi trường. Tại công an, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã cưỡng đoạt số tiền gần 500 triệu đồng của ít nhất 8 doanh nghiệp.